Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 4 cái token Techno. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó nhập mã captcha. OK, tiếp tục chọn Continue. Rồi sau đó join vào group Telegram, chọn join này, và mọi người sẽ bấm vào cái dòng click here này cho mình. OK, quay trở lại, join vào channel. Rồi quay trở lại, sau đó là follow Twitter, like và retweet bài đăng, chọn theo dõi, chọn like và chọn retweet, thì ở đây có thể tag tên của nó vào. OK, chọn tweet lại. Đang làm. Rồi, sau đó join vào kênh liên kết. OK, quay trở lại, tiếp tục là retweet bài đăng ở trong kênh liên kết. Rồi, sẽ tìm đến cái bài đăng của nó. OK, chọn like và retweet. Rồi sau đó quay trở lại, chọn submit, chọn don và nhập profiling Twitter, copy cái dòng này. Rồi nhập username vào. Rồi chọn don, chọn yes và nhập địa chỉ ví BSC. Rồi chọn static. OK, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.